Vichy kem chống nắng ngăn sạm da, giảm thâm nám Idol Soleil Anti-Dark Spot giúp nuôi dưỡng làn da tối ưu, làm giảm thâm nám và bảo vệ làn da khỏi các tia tử ngoại từ ánh nắng mặt trời. Công nghệ màng lọc mesoril độc quyền bảo vệ da trước tác hại của tia UVA, UVB, thích hợp sử dụng cho làn da có dấu hiệu lão hóa, da lão hóa, da sạm, nám xỉn màu. Vichy Idol Soleil Anti-Dark Spot SPF 50+, kem chống nắng ngăn sạm da, giảm thâm nám Vichy 50% đa trở nên sạm nám, xỉn màu là vấn đề do các tia tử ngoại từ ánh nắng mặt trời gây nên. Nếu da bạn đã có những dấu hiệu trên thì thực sự cần một chu trình dưỡng da đúng chuẩn để lấy lại sáng mịn cho da. Kem chống nắng ngăn sạm da, giảm thâm nám Idol Soleil Anti Dark Spots SPF 50 cộng Vichy sẽ là một lựa chọn phù hợp cho làn da đang gặp vấn đề về sạm, nám, xỉn màu. Kem chống nắng Idol Soleil Anti Dark Spots SPF 50 cộng là kem chống nắng đa tác dụng 3 trong 1, chống nắng, giảm bóng dầu giảm thâm nám làm đều màu da sản phẩm áp dụng công nghệ tiên tiến với ba màng lọc giúp chống nắng ngăn lão hóa ngừa ung thư và bảo vệ da tối ưu nhất trước các tia cực tím uva uvb nếu bạn vừa muốn làn da được bảo vệ tối ưu vừa muốn thêm chức năng làm sáng da che phủ tự nhiên thì đây chính là lựa chọn lý tưởng dành cho bạn công dụng chính của sản phẩm chỉ số spf cao chống tia uva uvb bảo vệ da toàn diện chất kem không gây nhờn rít giảm dầu giúp da khô ráo ngay tức thì, mang đến cảm giác thoáng mát cho da, tạo ra hiệu ứng tương tự như kem nền mỏng mịn, làm đều màu da một cách tự nhiên, giảm thâm nám, sạm da, nuôi dưỡng làn da từ bên trong, làm mở những vết thâm nám trên da, hạn chế và ngăn ngừa tình trạng lão hóa trên da. Thành phần của sản phẩm, mang lọc mesoril độc quyền, bảo vệ da trước tác hại của tia UVB gây bỏng rát và tia UVA gây kích ứng, phơ sâu và vitamin E giúp giảm thâm nám hiệu quả và làm đều màu da. Anca benzoat, giúp da khô thoáng, không gây nhờn rít, không để lại vệt trắng trên da. Aluminium starch octenis giảm bóng dầu, không gây khô da, cho da cảm giác như được dưỡng ẩm. Nước khoáng vít chi, tái tạo và nuôi dưỡng hàng rào bảo vệ da, cho da căng khỏe. Kem chống nắng ngăn sạm da, giảm thâm nám Idol Soleil anti Dark Spots SPF 50 cộng thích hợp sử dụng cho loại da nào, thích hợp tác dụng 3 trong 1 kem chống nắng ngăn sạm da, giảm thâm nám Idol Soleil Anti Dark Spots SPF 50 cộng Vichy sẽ mang đến cho bạn làn da được chống nắng và tạo lớp nền tự nhiên, thích hợp sử dụng cho mọi loại da, có thể thay thế lớp nền trang điểm để giải quyết một số vấn đề về da như da sạm nám, da xỉn màu, da có dấu hiệu lão hóa và da lão hoa giới thiệu về thương hiệu Vichy. Vichy là nhãn hiệu dược mỹ phẩm Pháp được tin dùng trên toàn thế giới, thuộc tập đoàn L'Oreal, với hơn 80 năm kinh nghiệm và phát triển. Vichy mang đến cho hàng triệu phụ nữ trên thế giới làn da đẹp với phương châm, làn da đẹp là làn da thực sự khỏe mạnh. Các sản phẩm của thương hiệu được chất lọc từ những nguyên liệu tinh túy từ thiên nhiên và phương pháp làm đẹp an toàn. Sử dụng nguồn nước khoáng quý hiếm ngàn năm tuổi tạo ra những sản phẩm chăm sóc da hiệu quả và được tin dùng trên toàn thế giới.